Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 -880 gửi đến quý vị một cuộc nghiên cứu đặc biệt là khí đốt hoặc là lò ga trong nhà và cuộc nghiên cứu này tiếp tục với các cuộc nghiên cứu trước đây họ đã từng khuyến cáo về cái tình trạng phát nhiễm các khói độc và khí độc bởi vì họ nói khi mà ga nó đốt lên nó, nó chắc chắn là nó có tháng khí nhưng mà bên cạnh tháng khí còn có những khí khác độc hơn nữa và trong nhà chúng ta thường thấy đó thứ nhất là cái bình nước À, bình nước là luôn luôn 24 trên 24 Là lúc nào cũng có ga lúc nó luôn luôn nó, 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 nó cháy Để mà khi mà nhiệt độ nó vừa xuống Cái là nó bùng lên Để nó, nó tiếp tục nó làm sôi cái nước ở trong bình nước à, Thứ hai là à, cái lọ sưởi À, vâng phần lớn ở trong nhà cũ đó vẫn có nhà lò sưởi nhà mới về sau này hết ngoại trừ những cái căn nhà lớn thôi à, thứ ba là chắc chắn mỗi ngày chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng khí đốt một phần chúng ta hay quen là tại vì nhà đã có sẵn rồi thứ hai nữa là tiết kiệm rẻ hơn nhiều so với điện à, nhưng mà qua cuộc nghiên cứu này họ nói rằng nếu một gia đình mà cắt bỏ được cái khí đốt trong nhà chỉ là việc nấu ăn thôi bởi vì nấu ăn là chúng ta tiếp xúc trực tiếp ít nhất một ngày là hai lần có những nhà là nghĩa là ăn sáng ăn trưa rồi à, nấu phở là hầm rồi bún bò huế là hầm rất là lâu ngọc lan ha à, nếu mà mang ra ngoài đường thì nó đỡ hơn nhiều ha. nhiều người thì có cái lò ga ở ngoài sân thì họ nấu ăn ở ngoài bởi vì có mùi mắm muối vân vân thì nấu ở ngoài nhưng mà phần lớn ở trong nhà đó là chắc chắn à, cuộc nghiên cứu đầu tiên họ nói con nít trong nhà mà Đặc biệt là con nít sơ sinh mà ở mà trong nhà nấu nhiều đó Là các em sẽ bị suyễn, à, bị dị ứng Tăng 20% đó. Rồi à, những người khác nữa Đôi khi nó có ảnh hưởng đó Và chúng ta cảm thấy không biết tại sao Cái người mình khó thở hoặc là ho Bị lên cơn suyễn nhiều Nói chắc là có thể là đến từ Cái chất độc, cái thán khí Từ trong cái lò ga này Và vì vậy à, nếu được lẽ đương nhiên tốn kém lắm thì Chúng ta phải à, nối dây đủ hết à và xài điện thì tốn kém hơn. Nhưng mà ngược lại nếu mà chúng ta đổi lấy cái sức khỏe so với cái tiện nghi mà thực sự thưa quý vị nấu lò điện quá tiện tôi thích 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 lắm. À, nên là nấu xong một cái lấy cái cái cái, cái rẻ nên là chùi rửa nó sạch vô cùng cái khí đốt cái lò ga này là mà hầu như mỗi tối á, là dầu nó văng đầy hết phải tháo ra rồi dọn dẹp. Nó chưa kể là nó rớt xuống mấy cái cặn ở dưới nữa. Yeah, bây giờ những cái uh, bếp điện á gọi là cái bếp điện mà nó âm ở trên đẹp. cái cái bếp luôn nó nó phẳng lì như mm. là cái mặt bàn cái yeah. mặt bếp của mình uh, nó rất là đẹp như anh Thủy nói màu trắng có màu đen có và lau chùi cũng dễ uh, câu họ có những cái cái loại hóa chất nhiều khi uh, người chiên cái gì cái nó, nó 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 xuống cái nó đen đen cái bếp nhưng mà chỉ cần lau qua nhưng mà, nhưng mà nhiều người á là khuyên á nếu quý vị có sống những cái bếp uh, cái bếp điện đó, đó ừ. thì nên dùng cái loại mà vẫn cái mở mở cái cái điện ừ. lên bằng cái nút vặn. Ừ. À, bây giờ cái gì người ta cũng uh, thích uh, touch string đụng đụng cái tay lên nhưng mà cái cái đụng đụng uh, lên là Đúng tự động rồi. nó cháy á, đôi khi nó cũng hơi nguy hiểm. Đúng. Nhiều khi cái tay mình vô tình mình mình đụng vô cái nút đó thì nó bật lên hồi nào mình không hay hay là mới đây có một cái clip mà người ta truyền nhau rất là nhiều là có cái chạy ở trên cái cái bếp đó thì cái đuôi oh nó quật mạnh ơi, sao wow. nó đụng vô trong cái cái nút mà mà để mà mở điện lên á thì sau đó thì cái bếp đó cháy mình chưa biết thực hư như thế nào nhưng mà quả thực mình cảm giác rằng nếu mà cái tay mình vô tình mình đụng nó thì nó nó cháy lên thì nó cũng không hay bằng cái nút uh, mình vặn thì nó mới lên điện. Tôi để ý thấy uh, lò điện thích lắm, bật lên cái nó nóng nhanh dễ sợ luôn dạ yeah, đúng rồi mà nó nóng đến độ mà để bởi vì cái, tất cả những cái chất mà xúc tác trực tiếp với cái mặt cái điện đó đó thì nó nó nhanh cho nên chú vị thấy nấu nước sôi nó sôi nhanh hơn là lò ga và không có mùi à, từ ừ. cái điện đó ra sạch sẽ yeah. à, thưa quý vị một cái bản tin này thì nó hơi ghê rợn một chút nhưng mà cảnh sát ở cái khu vực New York người ta cũng đang kêu gọi cái sự tìm kiếm thêm thông tin của những nạn nhân này và ai có biết thì lên tiếng. Đó là vào hôm thứ năm vừa rồi, hôm sáng thứ năm thì có một đứa đứa nó là một học sinh, một học sinh thôi, một cô học sinh nhỏ thôi, đi bộ trên đường đi bộ đến trường á thì tự dưng cô nhìn thấy có một cái chân có một cái chân người thế là cô hét lên xong cô gọi liền cho ba của mình thì ông bố mới chạy đến ngay cái chỗ đó rồi và gọi cho 911 thì khi mà cảnh sát tới đây á cái khu vực này họ nói là đó là ở cái công viên uh, South Harpoon ở uh, Papillon thì khi mà họ đến họ tìm họ tìm trong ngày thứ năm rồi qua ngày thứ sáu thì tất cả những cái gì họ tìm được đó là họ ước chừng đó là thi thể của hai người, một người đàn ông và một người phụ nữ, nhưng mà những cái thi thể đó được cắt rời ra hết, ở trong đó có cái đầu của một người phụ nữ rồi họ tìm thấy cái chân, cái tay của một người đàn ông mà những người này theo ước đoán ban đầu đều là những người đã trưởng thành rồi, chứ không phải là người nhỏ. Thì bây giờ đến đến ngày cuối tuần vừa rồi á, ngày thứ sáu thì họ đã tìm, họ nói là gần như là đầy đủ hết rồi, nhưng mà bây giờ những cái họ đang cố gắng xem xác định danh tánh của hai nạn nhân đó là ai. À, tuy nhiên họ vẫn muốn là à, những ai mà có thêm thông tin thì quý vị có thể gọi cho cảnh sát ở vùng New York. À, một điều nữa người ta nói là ở ừ, không có cái dấu vết gì là giống như là những cái hình xăm ở trên tay của cái người được cho là của người phụ nữ thì đó, nhiều cái chi tiết người ta cung cấp cung cấp thêm để cho biết được những cái chuyện này là gì, nhưng mà cái hình thức này cái giết người này quá là ghê Sợ. Yeah, xảy ra nhiều yeah. à, Ngọc Lan còn nhớ năm 2022 lúc mình nói chuyện về covid 19 ừ. chích ngừa đó có người chích đâu mấy chục lần gì đó phải không hai ba chục lần gì đó phải à, không? chích ghiền luôn á? Yeah, dạ chích bị nghiền đó thưa quý vị thì lúc đó mình nghe mình cũng hoảng chích như vậy mà tỉnh mơ tức là họ sợ hay là họ phần họ thấy là cái việc chích là cần thiết cho nên mà không biết làm sao mà họ chích được như vậy chắc chắn là họ khai ra ừ. thì ngày hôm nay bên Đức họ vừa nghiên cứu một người đàn ông 62 tuổi chích Covid 200 lần. ông này 200 lần và ông ấy chứng minh bởi vì ông có hộ, sổ sách không phải là từ cái cơ quan y tế cung cấp cho ông nhưng mà cái thẻ thì ông chia cái thẻ ra và người ta bên đức á, họ nói rằng có cái trường hợp là à, kiểm tra và cái vụ này nó điều tra về gian lận nhưng mà cuối cùng thì ông này không có bị chạc gì hết nhưng mà khi mà các nhà khoa học ra họ rất là ngạc nhiên khi mà họ à, hỏi ông cung cấp bằng chứng thì ông lấy thẻ ra và cái thẻ đó có nơi thì ông chích hai ba lần cũng một cái đó, đó thì ông chạy đi tùm lum là là cứ ông... Ông chích như ông bị ghiền hay sao ừ. mà không hiểu tại sao hoặc là ông sợ. Ông nói tôi thích chích bởi vì mỗi lần tôi chích tôi thấy khỏe ra. Oh. Mà quý vị có thể tưởng tượng không? Cá nhân chúng tôi cũng thấy đôi khi mình chích vô thấy nó khỏe chút xíu. Tôi nghĩ là ờ uh, nó lạ lắm. cái cơ, Đó là lý do tại sao các nhà khoa học họ mới uh, tìm cái ông này. Đúng thì wow. thưa quý vị, ông này 62 tuổi. Uh, tên tuổi, tên <laughs> thì không tiết lộ nhưng mà họ nói đưa ông vào cho kiểm tra sức khỏe và kiểm tra máu nghĩa là tất cả bộ phận và họ thấy cơ thể của ông này máu của ông cái sức đề kháng gấp năm mười lần bình thường so với người thường thì họ mấy nhà họ họ không hiểu được tại vì họ nói chích thường chúng ta thấy đó chích dư đó thì nó không có tác dụng phải không giống như mình uống thuốc á một ừ. thuốc liều năm trăm mg uống thêm ngàn mg nó cũng không có ảnh hưởng bởi bao nhiêu đó là nó thải ra bằng đường nước tiểu hết nhưng mà trường hợp của ông này nó lại khác. Thì các nhà khoa học họ nghiên cứu để xem cái cơ thể về DNA của cái người đàn ông này như thế nào. Không phải là già cũng không có trẻ và thấy cái sức đề kháng của ông kể cả các đề kháng đối với COVID. Các loại COVID luôn chứ không phải là COVID-19 nữa và bởi vì sau khi COVID-19 nó đẻ ra bao nhiêu cái biến chứng à, hoặc là biến thể khác của COVID Omicron vân vân Bây giờ chúng ta cũng quên mất hết luôn bởi vì nó lâu quá rồi. Thì cái ông này ông chích từ lúc mà xảy ra cái từ lúc mà bắt đầu có cái cái thuốc chích đầu tiên Pfizer đó vân vân chích cho đến giờ phút này và ông vẫn <laughs> chích thường xuyên trong năm ngoái cho đến giờ phút này bị lên tới 200 lần. À, bản tin nói rằng ông bị điều tra nhưng mà cuối cùng thì họ cũng có cho qua đây bởi vì cũng chẳng thấy có cái chuyện gì nó À, đáng quan tâm trường hợp riêng lẻ thôi nhưng mà cũng đủ để các nhà khoa học ra quan tâm họ họ xem coi nếu có những cái cơ thể hoặc là cái di truyền thể nào tương tự như người đàn ông này thì cái việc chích thêm những cái liều thuốc chống covid như vậy đó có tác dụng tốt tốt hay độc hại thì đến giờ phút này thì họ nói hoàn toàn cơ thể của ông này rất là khỏe và cái sức đề kháng của ông còn ghê gớm hơn nhiều so với lúc trước chúng tôi tiếp tục với cà phê sáng ngay sau bản quảng cáo